Chào mừng các bạn đến với podcast của cardano.vn. Đây là podcast số 2. Hôm nay, ngày 19 tháng 8 năm 2022. Trong podcast này chúng ta sẽ đến với chuyên đề: Điều gì sẽ đến với Cardano sau khi nâng cấp siêu Câu hỏi đó sẽ được trả lời sau khi bạn nghe xong podcast này. Như chúng ta đã biết, nâng cấp siêu sẽ tăng cường nhiều chức năng, hiệu suất, khả năng mở rộng và khả năng tương tác cho Cardano thông qua các tính năng và những cải tiến mới. Việc nâng cấp và siêu sẽ mang lại những cải tiến đáng kể về hiệu suất và năng lực cho Cardano. Có thể đánh giá và siêu là bản nâng cấp mạng quan trọng nhất kể từ khi triển khai stacking sau kỷ nguyên CLI. Si Cụ thể là vào đầu tháng 8, nhóm nốt đã phát hành phiên bản nốt Cardano hoàn toàn mới 1.35.3, nền tảng cho việc nâng cấp và siêu. Bản phát hành mới nhất này cho phép sử dụng các tính năng mới của Plutus sau khi nâng cấp Vasil, bao gồm hỗ trợ nốt và CLI cho đầu vào tham chiếu, Diffusion Input, dữ liệu nội tuyến, Inline Datum, tập lệnh tham chiếu, Jefferson script, đầu ra tài sản thế chấp, collector the output và Plutus nguyên thủy phiên bản 2. Như vậy, Vasile sẽ được triển khai ở cấp độ giao thức bằng cách sử dụng bộ tổ hợp hard fork của Cardano, với công nghệ tiên tiến giúp chuyển đổi giao thức liền mạch và nâng cấp sổ cái để giảm thiểu sự gián đoạn cho người dùng cuối. Tại sao lại là Vasile? Vasile được đặt tên để vinh danh cố Vasile Debob, một đại sứ của Cardano, người đã qua đời vào năm 2021. Để tiến hành nâng cấp Vasile Cardano sẽ triển khai các tính năng được nhiều người mong đợi, như kết nối khoét tán và nâng cấp lên Plutus, một ngôn ngữ hợp đồng thông minh cốt lõi của Cardano. Mục đích chính của nâng cấp lần này được xác định phạm vi rõ ràng và phát triển với sự hỗ trợ của cộng đồng phát triển rộng lớn hơn, đặc biệt là xuất phát từ các đề xuất cải tiến Cardano, được gọi là các ship. Ngoài ra, một số nguyên bản mật mã mới sẽ được cung cấp với tốc độ xử lý giao dịch cao hơn. Với những cải tiến tích cực như vậy thì hành trình của Cardano tới đây sẽ thế nào? Có thể nói, kể từ khi khởi động lại Bison vào năm 2020, Cardano đã tích cực nâng cấp, hỗ trợ một mạng bằng chứng cổ phần, viết tắt là FPO, phi tập trung cho phép hơn 3.000 FPO hoạt động. Đến khi nâng cấp Magi, vào đầu năm 2021, người dùng đã có thể tạo nhiều loại tài sản gốc để giao dịch và trao đổi trên sổ cái. Vào tháng 9 năm 2021, Alonzo đã giới thiệu và hỗ trợ hợp đồng thông minh. Kể từ đó, Cardano đã dần dần phát triển thành một nền tảng hợp đồng thông minh đầy đủ chức năng với hệ sinh thái NFT phong phú và nhiều token gốc. Sự phát triển của Cardano đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra mắt các đề áp với hàng chục loại đã hoạt động trên mainnet, bao gồm nhiều sàn giao dịch phi tập trung, sàn DEX và thị trường NFT. Đặc biệt, hiện nay có hơn 1.000 dự án đang xây dựng trên các Dano và hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ. Với bản nâng cấp Vasil, nó sẽ cung cấp một số khả năng chính để cho phép các dự án tiếp theo khởi chạy cũng như cung cấp thêm khả năng như tốc độ cao hơn, khả năng giao dịch và các tập lệnh mạnh mẽ hơn cho các đề áp. Ngoài ra, không thể không nhắc tới, với Hartford và siêu, thì tham số D là tham số điều phối tính phi tập trung cũng sẽ bị xóa vĩnh viễn. Vì quá trình sản xuất khối hiện đã được phi tập trung, điều này sẽ ngăn hoàn toàn việc quay lại thời kỳ tập trung. Sau đây, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn những thay đổi của Vasil. Thứ nhất, về khoét tán pipeline. IOG đã và đang áp dụng một loạt các tối ưu hóa tham số đầu đạn và cẩn thận, để nhằm mục đích điều chỉnh và cải thiện hiệu suất mạng. tàn tán pipeline thực sự đã nâng cấp tốc độ bằng cách cải thiện thời gian chuyển khối, điều đó cho phép thông lượng được nâng cao hơn. Về bản chất, nó hợp lý hóa quá trình chia sẻ thông tin về các khối mới được tạo giữa những người tham gia mạng, bằng cách đảm bảo rằng các khối có thể được chia sẻ trong mạng chỉ mất 5 giây sau khi khối được tạo. Hơn nữa, Pipelining cũng đảm bảo rằng tiêu đề khối tham chiếu đến hát của khối trước đó được truyền chính xác. Phần thân của khối được giữ lại trong siêu dữ liệu có trong khối tiếp theo, điều này rất cần thiết cho khả năng chống tấn công DDoS ngay cả khi chưa có xác nhận toàn bộ khối. Cuối cùng, kết hợp khoách tán này sẽ thêm khả năng mở rộng bằng cách cho phép tăng kích thước khối hơn nữa và cải tiến tập lệnh Plutus. Đây là vấn đề thứ hai chúng ta sẽ tìm hiểu. Vậy cải tiến tập lệnh Plutus diễn ra như thế nào? Như chúng ta đã biết, nền tảng Plutus vốn đã mạnh mẽ, cho phép các nhà phát triển tạo đề áp nhanh hơn, hiệu quả hơn. Nhưng trong nâng cấp này, các Dano cho bổ sung các đầu vào tham chiếu, được đề xuất tại ship 31, cho phép chia sẻ dữ liệu trên chuỗi, đồng thời nó cũng cho phép các nhà phát triển kiểm tra dữ liệu trực tiếp on-chain. Điều này tạo điều kiện cho việc truy cập vào thông tin được lưu trữ trên blockchain mà không cần phải chi tiêu và tạo lại UTXO. Điều này cực kỳ hữu ích với việc cung cấp dữ liệu của Ozarker. Ngoài ra việc bổ sung dữ liệu nội tuyến được đề xuất tại ship 32, giúp các nhà phát triển có thể tạo các tập lệnh và đính kèm các dữ liệu trực tiếp vào kết quả đầu ra, thay vì sử dụng hàm hát của họ. Tiếp theo là nâng cấp tập lệnh tham chiếu, được đề xuất tại SIP 33, cho phép các nhà phát triển tham chiếu tập lệnh mà không cần đưa tập lệnh đó vào mỗi giao dịch. Điều này đã làm giảm đáng kể kích thước giao dịch, cải thiện thông lượng và giảm chi phí thực thi tập lệnh, khi đó, tập lệnh chỉ cần được thanh toán một lần. Có thể nói với những bổ sung như trên, các nhà phát triển cũng như người dùng đề áp đều háo hức mong đợi những cải tiến này đối với Plutus. Sau Hatfork và siêu, chúng ta chờ đợi gì ở Plutus phiên bản 2? Có thể thấy, bản nâng cấp và siêu cũng sẽ cải tiến về nguyên bản mật mã Cardano. Nó cho phép các tùy chọn với khả năng tương tác cao hơn với các blockchain khác. Trình thông dịch Plutus được điều chỉnh việc sử dụng tài nguyên và mô hình chi phí thấp hơn. Đó chính là sự ưu việt của tập lệnh Plutus phiên bản 2. Điều này giúp Cardano tương tác tốt hơn với các blockchain khác như Bitcoin, Ethereum. Sau khi nâng cấp và siêu, các nhà phát triển cũng sẽ có thể thấy các GDM cho tất cả các đầu vào thay vì chỉ một dữ liệu được chuyển cho tập lệnh hiện đang thực thi. Ngoài, Plutus phiên bản 2, sau hát Fork và Siêu cũng sẽ có các cải tiến khác như điều chỉnh tài sản thế chấp tập lệnh, được đề xuất tại SIP 40, giúp cải thiện việc xác thực giao dịch. Cụ thể là, các nhà phát triển đề áp sẽ có khả năng chỉ định địa chỉ thay đổi cho tài sản thế chấp tập lệnh. Nếu tập lệnh không xác thực giai đoạn 2, thì số tiền thế chấp sẽ được lấy và số tiền còn lại sẽ được gửi đến địa chỉ thay đổi. Cuối cùng, sau nâng cấp và siêu, chúng ta sẽ thấy quy trình chức năng ngẫu nhiên có thể xác minh, viết tắt là VRF của Ouroboros được tối ưu hóa. Chính điều này dẫn đến việc xác nhận khối nhanh hơn và người dùng sẽ được trải nghiệm hiệu suất cao hơn mà không ảnh hưởng đến cài đặt bảo mật. Vậy mọi thứ đã sẵn sàng cho Vasil. Như đã đề cập ở trên, việc nâng cấp Vasil thể hiện một bước đột phá trong khả năng của các Dano như khuếch tán pipelining. Điều này sẽ cho phép thông lượng mạng lớn hơn, trong khi các cải tiến mới của Plutus sẽ mở ra các trường hợp sử dụng mới của nhà phát triển và cung cấp trải nghiệm người dùng để áp được cải thiện đáng kể và siêu thực sự là một chương trình nâng cấp phức tạp. Vì vậy, các dự án sẽ cần kiểm tra khả năng tương thích ngược và các FPO sẽ cần thực hiện một số điều chỉnh về kịch bản để đảm bảo rằng quá trình nâng cấp được thực hiện một cách an toàn và bảo mật. Còn nếu bạn là chủ sở hữu ADA, sử dụng các Dano cho các giao dịch và đề áp, bạn sẽ không cần phải làm bất cứ điều gì. Công nghệ bộ tổ hợp hát độc đáo của các Dano sẽ giúp việc nâng cấp cho người dùng cuối trở nên liền mạch và không gặp bất kỳ một phiền phức nào. Các bạn vừa nghe xong podcast số 2 của kênh Cardano.vn với nội dung Điều gì sẽ đến với Cardano sau khi nâng cấp và siêu. Nếu thấy thông tin hữu ích, hãy đăng ký, chia sẻ kênh và tiếp tục đón nghe các podcast tiếp theo của chúng tôi, đặc biệt là định kỳ sáng chủ nhật hàng tuần. Chúng tôi có podcast phổ biến kiến thức về blockchain. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!